Tử vi xem chỉ tay rất hoan hỷ chào đón các bạn đang theo dõi chương trình kiến thức tử vi về khoa học của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, từ xa xưa đến nay thì mọi người ai cũng hy vọng rằng họ sẽ có cuộc sống giàu sang phú quý cả đời. Và nếu bạn muốn biết mình có cuộc sống giàu sang hay nghèo hèn thì trước hết hãy nhìn vào bàn tay của mình, bởi nhìn vào bàn tay có thể đánh giá được là bạn có phải là người dễ dàng thăng quan tiến chức hay không, và con đường dẫn đến thành công có rộng mở hay không. Bởi vậy, về vận mệnh và nhân tướng học thì nó có liên quan chặt chẽ đến nhau. Còn đối với Phật giáo thì luôn luôn chú ý đến định luật nhân quả, với cái gọi là sự giàu có ở hiện tại, nó là sự tích lũy từ quá khứ. Cũng không có nghĩa là chỉ cần nỗ lực hết mình thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Và theo trong quan niệm của phong thủy học ngày nay, và chúng ta phân tích từ góc độ trên bàn tay, có những đặc điểm có thể nó thể hiện bạn là người có số phận định sẵn, được sống trong cuộc sống ngọc ngà nhung lụa hay là cuộc sống vất vả nghèo hèn. Và sau đây xin mời các quý vị và các bạn hãy theo dõi bài viết về nhân tướng học xem chỉ tay mà kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về xem tướng bàn tay của người trúng số có gì đặc biệt. Và con người chúng ta thì ai sinh ra cũng muốn bản thân sống trong cuộc sống giàu sang và phú quý. Tuy nhiên thì số phận giàu nghèo của mỗi người đều khác nhau. Về thứ nhất là về tướng người trúng số có những đặc biệt gì. Về mỗi người có một số phận khác nhau, có người giàu và kẻ nghèo, có người sinh ra đã có số hưởng sống trong giàu sang phú quý, đếm tiền không xuể, nhưng lại có người làm việc quanh năm chẳng đủ ăn, có thể nói là thiếu trước hụt sau. Tuy nhiên thì số phận của người thay đổi nhanh chóng chỉ trong một ngày, vì dựa vào vận may cộng với lộc trời ban tặng được trúng số, và số tiền may mắn này đã giúp cho cuộc đời của bạn lên hương, thay đổi mọi thứ. Và dưới đây là một số đặc điểm của người trúng số. Thứ nhất là về tướng người trúng số qua lòng bàn tay. Dựa vào đặc điểm độ dày trên lòng bàn tay mà bạn dự đoán được phần nào may mắn trúng số ở tương lai. Và dưới đây là có một vài dấu hiệu dự báo bạn sắp trúng số. Thứ nhất là lòng bàn tay của bạn trũng sâu, đây cũng là một dấu hiệu may mắn nó báo trước. Cho những người trúng số là người có phúc lớn, người xưa cho rằng người có lòng bàn tay lõm sâu thì luôn được các vị thần phù hộ và sở hữu những tài năng khổng lồ, làm ăn ngày càng thăng tiến và phát triển vươn xa. Về thứ hai là về những người có bàn tay, có móng tay bóng trơn tròn và hồng hào, đó là người rất may mắn và là người có số phận giàu sang, không làm cũng có ăn và luôn được rất nhiều người xung quanh yêu thương và quý mến. Đặc biệt, nếu người nào sở hữu một bàn tay có phần móng tay dài thì là người may mắn, nhưng móng tay phải bóng và sáng, đây là người gặp rất nhiều tài lộc ở trong tương lai. Về thứ tư là với người có các ngón tay mà sát vào nhau, không có kẽ hở, thì điều này nó cho thấy bạn là người rất biết giữ tiền, luôn luôn giữ gìn tốt về tài sản của mình. Đặc biệt là người sở hữu những đường vân ngang ở ba đốt ngón tay trỏ thì đây là đường chỉ tay rất may mắn. Với những ai sở hữu chúng là người cực kỳ may mắn và thành công, luôn được quý nhân tương trợ và giúp đỡ. Không thì thần tiên phù hộ trúng số, thay đổi số phận trong vòng một đêm. Về thứ hai là với những dấu hiệu của bàn tay trúng số độc đắc như sau. Về mỗi người sinh ra thì đều sở hữu những đường chỉ tay khác nhau, không ai giống ai, và dựa vào những đường chỉ tay này thì bạn có thể dự đoán được phần nào tính cách vận mệnh trong tương lai của bạn. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là dấu hiệu của người rất may mắn và sắp được trúng số. Về thứ nhất là với người có bàn tay có đường tài vận sâu, rõ ràng đường tài vận nó nằm ở vị trí dưới ngón tay áp út, nó chạy thẳng đến cổ tay. Nếu đường tài vận này
mà hiển thị độ sâu và rõ nét thì cho thấy chắc chắn bạn là người có số phát tài trong nay mai. Đặc biệt, nếu bạn tham gia vào các trò chơi xổ số thì có khả năng trúng số của bạn là rất cao. Về thứ hai là đối với người có đường chỉ tay tiền tài, đường chỉ tay này nó nằm ở giữa ngón tay áp út và ngón tay út. Nếu đường chỉ tay này hiện rõ ràng thì là người may mắn. Một cách bất ngờ có thể là giờ trúng số đã đến và bạn hãy nắm bắt cơ hội này để thay đổi số phận của bản thân mình. Về thứ ba là về tướng người trúng số qua bàn tay 6 ngón. Bất kể là bạn là nam hay nữ, khi mà sở hữu một bàn tay 6 ngón là rất đặc biệt, với khả năng thay đổi số phận giàu nghèo thì cao hơn người bình thường. Với những người có bàn tay 6 ngón thường là người rất giỏi trong việc kiếm tiền, luôn luôn biết cách chi tiêu hợp lý, đặc biệt với khả năng quản lý tài chính thì lại cực giỏi, luôn cân nhắc trước khi tiêu một việc gì đó. Về thứ tư là về xem tướng trúng số qua khuôn mặt. Với người xưa thường có câu nhìn mặt mà bắt hình dong, quả không sai. Khi dựa vào tướng mặt thì mỗi người mà dự đoán vận may tài lộc ở trong tương lai. Và dưới đây là có một số biểu hiện cho sự trúng số sắp đến. Biểu hiện thứ nhất là với người có tướng lông mày. Với những ai có tướng lông mày rộng, dài qua mắt, đặc biệt là xương lông mày cao, thường là người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Không chỉ giỏi trong việc làm ăn mà họ còn may mắn trong công việc như là mua vé số. Với cuộc đời của họ thì nhanh chóng thay đổi chỉ trong một ngày nhờ vào sự trúng số độc đắc. Về thứ hai là với người có nốt ruồi trúng số độc đắc, là nốt ruồi nó xuất hiện trên cơ thể không chỉ là đặc điểm nhận dạng của một người, nó còn đem lại may mắn tài lộc trong cuộc sống. Và đặc biệt đây là nốt ruồi nó xuất hiện ở cánh mũi hoặc là ở giữa hai đầu lông mày hoặc đuôi lông mày hoặc là ở đuôi chân lông mày hoặc ở môi trên, thường là một trong những dấu hiệu của người sắp trúng số. Nhưng phải nói rằng đây phải là những nốt ruồi màu đỏ thì mới tốt. Về thứ năm là về xem tướng trúng số qua ấn đường. Với trên một khuôn mặt thì ấn đường nó ở giữa hai chân mày, thì thường là khoảng cách ấn đường dài ngắn khác nhau. Với người nào có ấn đường càng rộng và càng sáng thì vận may của người này càng tốt, luôn gặp vận may trong cuộc sống, nhất là số may mắn trúng số ở trong tương lai là điều hiển nhiên. Và tùy theo vận may hay ít nhiều mà số tiền trúng thưởng nhỏ hay lớn. Khi dựa vào tướng người trúng số thì bạn hãy xem bản thân mình có một trong những đặc điểm nào ở trên hay không. Với mỗi người có một số phận khác nhau, không ai giống ai. Thay vì oán trách số phận nghèo hèn của bản thân mà bạn hãy cố gắng phấn đấu và tự tay giành lấy những thành công riêng cho chính bản thân. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về đôi bàn tay có số mệnh vất vả bôn ba cả đời. Thứ nhất là đối với người có cổ tay có nhiều đường vân chằng chịt đè lên nhau. Với người chủ nhân của tướng tay mà có nhiều đường vân chằng chịt ở phần cổ tay hợp lại với nhau như một sợi xích thì thường là người rất coi trọng vấn đề về vật chất, thích theo đuổi hư vinh. Người này tuy biết tính toán cẩn thận nhưng lại hay do dự, không quyết đoán. Vì thế mà thường xuyên rơi vào cảnh thu không đủ chi, phải bôn ba khắp nơi để làm việc kiếm sống, kiếm tiền miệt mài để bù lại lỗ hổng kinh tế mà do chính bản thân mình tạo ra. Về thứ hai là với gò kim tinh mà có vân hình lưới sâu và đậm. Về trong nhân tướng học xem bàn tay cho biết, với người nào có bàn tay mà nếu như ở trên gò kim tinh nó nằm cuối đốt xương thứ ba của ngón tay cái, nơi mà cơ thịt phát triển nhất, gò này là nó đại diện cho sự nhiệt tình của cuộc sống và mức độ phát triển của nó, trực tiếp nó ảnh hưởng đến tinh lực và cuộc sống của mỗi người. Nếu như ai mà trên gò này có vân hình lưới sâu đậm và rõ nét thì cho thấy bất luận sự việc lớn nhỏ như thế nào thì người này đều phải tự tay mình làm. Một mặt vì họ không dễ dàng tin tưởng người khác, mặt khác không có ai nhiệt tình giúp đỡ người này.
Đây là một trong những đặc điểm rất dễ nhận thấy của tướng Tây vất vả bôn ba đó đây để lập nghiệp. Người này luôn tự mình xử lý mọi việc, nhưng là do thiếu tính quy hoạch tổng thể sẽ khiến cho sự việc dường như không được tiến triển tốt. Cũng giống như công việc đầu voi đuôi chuột, hiệu suất trong công việc thấp, lúc nào cũng làm việc tất bật vất vả, nhưng đổi lại những chuyện gặt hái thì không được thành quả như ý muốn. Về thứ ba là về đường chỉ tay vận mệnh bị đứt đoạn. Với đường chỉ tay vận mệnh, hay còn gọi là đường chỉ tay cuộc đời, đường chỉ tay số phận, với vị trí của đường vận mệnh, nó bắt đầu từ phần dưới cùng của lòng bàn tay gần cổ tay và di chuyển lên. Với đường vận mệnh thì chỉ những điều liên quan đến sự nghiệp, công danh, công việc với những người tham vọng và có định hướng trong cuộc sống. Đường này mà bị đứt đoạn, không thẳng, gián đoạn nhiều, không theo quy tắc nào, nó cho thấy chủ nhân làm việc gì cũng đại khái qua loa, không có cách nào làm việc đến nơi đến chốn và luôn luôn xảy ra những tình trạng bị bỏ cuộc giữa chừng. Về thứ tư là đối với người có đầu ngón tay có rất nhiều đường vân thẳng. Với đầu ngón tay thì trừ ngón tay cái, còn các ngón khác mà có nhiều đường vân thẳng ở đầu ngón tay thì nó cho thấy chủ nhân phải lao tâm khổ tứ, làm việc cật lực nhưng thu lại thành quả rất thấp, và bản thân người này luôn nhìn nhận sự việc bằng con mắt rất nông cạn, chỉ có thể nhìn thấy lợi ích trước mắt, cả đời liều mạng theo đuổi nhưng cuối đời thì cuộc sống vất vả và cực kỳ khó nhọc. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.